Thật ra tôi gọi có việc ông ạ. Dạo này tôi nhìn thấy trên TV là nhiều cái tin tức mà kiểu như là trộm các kiểu ấy, trộm các kiểu, cháy nhà các kiểu. Đây đây này, trên TV đây này. Có bản tin mới này, tin 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 hiện nay thông báo, hiện nay có rất là nhiều tên cướp chạy xe lạ xạ và thường hay đi vào những nơi vắng vẻ để cướp hoặc đốt tiền. Xin khắc chú ý, tạm biệt. Bịp. Wow, kinh thế. Thôi lên, tôi sẽ lên mà chấn bật chơi Roblox gì nhá. Cái gì vậy? Tôi cho ông vay 50.000 đô. Đây đấy, bây giờ 12 giờ đêm rồi mà. Bây giờ chắc là bây giờ mình sẽ đi chơi nha anh em. Lên xe ba, lên xe à, đi ngủ đi. Alo. Có vậy không? Bùm. Bằng 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 ông bạn, ông bạn, ông bạn bằng. Alo. Đây. Cái ông này thật anh em ạ. Lại đi. Dậy đi. Tôi Spy Black 09 đây. Dậy đi. Đi ba. Ok, dậy. Mít lên qua, mít lên, mít Discord lên đi không? Mất Discord lên. Đúng rồi. Đi rồi. Ra rửa mặt. Ha ha.
Ok, xe nước. Rồi đi thôi. Ra đi. Lên ba thôi. Tôi sẽ cho ông xem một chiếc đây. Xin siêu ngược. Vâng lăng. Đùa đó, bây giờ xe thật này nhá. Chơi chút. Ok. Lên ba đi. Quẩy rồi. Tin 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 tin. Hai. Quên rồi. Biết mình quay bao nhiêu lâu rồi, 88 phút. Ok, thì đây là từ tập 1, tập 2 sẽ có nhiều điều hơn. Ok, em biết video tiếp theo. Bye bye.